dấu hiệu bạn đang được người âm phù trợ. Điều này được gọi là âm phù. Sự âm phù này có thể dưới nhiều hình thức, nhưng thông thường là 1. Thoát nạn tai số kiếp, dùng năng lực nội tại từ phần âm tác động vào người trần gian vì mục đích chữa bệnh, bảo vệ giúp tránh tai nạn, khỏe mạnh bình an. Những vong linh có tu tập mới có thể làm được việc này. Tuy nhiên đây là sự đánh đổi rất đắt, chứ không phải muốn giúp ai, giúp lúc nào cũng được. Mỗi khi giúp người như vậy, vong linh mất đi năng lực nội tại rất lớn và sẽ trở nên suy yếu. Thứ hai, tác động nghiệp là dùng năng lực công đức của bản thân tác động làm thay đổi một phần nghiệp quả của những người cõi trần, tạo ra sự thay đổi về công việc, nghề nghiệp và sự may mắn cho công việc, nghề nghiệp của người cõi trần đó. Việc này cũng cần sự đánh đổi giống như tác động lực ở trên, nhưng không chỉ bằng tín ngưỡng lực mà còn bởi công đức, lực nội tại của vong linh. Tức là vong đó phải là người có công đức sâu dài, tích được mới có thể thay đổi nghiệp quả của người khác. Thứ ba là gia hạn sinh tử, là dùng thần thông để gia hạn thời gian sống cho người trần. Thường là những vong đã có phận vụ, hai hầu tại cửa thiên mới có khả năng này, nhưng sự trả giá bằng công đức lực rất lớn. Đa số gia tiên các nhà được theo hầu thánh, phần công đức khi còn sống của họ với quốc gia dân tộc rất lớn, hoặc họ là những nhà tu đạo thực thụ. Thứ tư, cầu tử tôn, là dùng thần thông tác động, làm tăng hoặc giảm số lượng con cháu ở trên trần gian, hoặc giúp những người hiếm muộn cầu con cái, hoặc theo việc mà người dương trần cầu sinh thêm con trai hoặc con gái, thì ban cho được như ý. Bản chất là việc gia tiên dùng năng lực của mình đón nhận và chọn lọc những vong linh sắp vượt qua cửa luân hồi để được đầu thai phàm giới, đón những chân linh này về dòng họ nhà mình và đưa vào nhà của người khẩn cầu. Chức năng này thường là do hội đồng gia tiên và bà tổ cô của dòng họ đảm nhiệm. Hãy cố gắng sống thật tốt và tự chủ, chân thành, lấy chữ đức và chữ thiện để bồi phúc cho mình. Đừng để gia tiên đánh đổi nhiều công đức lực và phúc quả của các cụ vì mình.